Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã triệu tập 26 cầu thủ, trong đó có 11 tuyển thủ mới thi đấu ở vòng chung kết U20 châu Á như Văn Khang, Văn Bình, Văn Trường, Quốc Việt. Bên cạnh đó là các cầu thủ trẻ mới dự vòng chung kết U17 châu Á như Công Phương, Long Vũ, Bảo Ngọc. Đây cũng là tiêu chí trẻ hóa của U23 Việt Nam nhằm hướng tới nhiều mục tiêu phía trước. Đáng chú ý là sự xuất hiện của tiền đạo Vũ Minh Hiếu hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Chunnan City, Hàn Quốc, ở K-League 2. Tháng 2 năm 2023, cầu thủ sinh năm 2002 gây bất ngờ khi được đội bóng thuộc K-League 2 Chunnan City mời thử việc và được ký hợp đồng 1 năm dưới dạng cho mượn từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Cái khó của ban huấn luyện là không thể có đầy đủ đội hình vì nhiều cầu thủ còn đang bận thi đấu tại V-League, hạng nhất và hạng nhì. U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 28 tháng 7. Tuy nhiên, đội sẽ chưa thể hội quân đầy đủ do khá nhiều cầu thủ vướng lịch thi đấu tại các giải chuyên nghiệp cũng như hạng nhì quốc gia. Trong quãng thời gian tập huấn trước giải, đội chỉ có đúng một trận giao hữu tổng duyệt gặp U23 Bahrain vào ngày 15 tháng 8 trước khi bước vào giải U23 Đông Nam Á sẽ khởi tranh từ 17 tháng 8. Giải này, U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 Lào, Philippines. Trận mở màn sẽ gặp U23 Lào vào ngày 18 tháng 8.